quý vị, những ngày qua, ngành y tế thành phố đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố, với tổng số hơn 45.940 liều. Công tác chuẩn bị bảo đảm tiêm chủng an toàn cho trẻ được ngành y tế, ngành giáo dục đặt lên hàng đầu. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ở miền Trung tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Hầu hết các em học sinh đều rất phấn khởi, mong muốn được tiêm vaccine để sớm trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến. Em thấy tiêm vaccine là hôm nay là công tác rất là tốt, đảm bảo an toàn cho học sinh, với lại là có ý nghĩa rất là tốt cho sức khỏe của mình, với lại là giúp cho mình được tới trường sớm hơn. Ngành giáo dục thành phố đã yêu cầu các trường học kịp thời gửi đến phụ huynh nội dung phiếu đồng ý tham gia tiêm vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, thông qua mạng xã hội, các trường cũng gửi tài liệu tuyên truyền cũng như các giấy tờ liên quan đến công tác tiêm chủng cho phụ huynh và học sinh. Thì nhà trường tiến hành là trong công tác tuyên truyền thì thứ nhất là đăng tải các thông tin do Sở Y tế, Sở Dục cung cấp lên các fanpage để tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về cái ý nghĩa của việc tiêm vaccine. Đối với hoàn cảnh của nhà trường thì họp triển khai cho tất cả các trường nhiệm liên lạc trực tiếp với phụ huynh và cũng như là có các kênh lớp trưởng bí thư để thứ nhất là vận động, thứ hai là tuyên truyền về ý nghĩa và thứ ba nữa là còn nắm tình hình danh sách. Để tránh tập trung đông người, ngành y tế thành phố đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, tổ chức nhiều điểm tiêm, phân công các giáo viên hướng dẫn cụ thể cho học sinh, nên việc tiêm chủng diễn ra rất trật tự. Công tác điều tra lập danh sách đối tượng, tiếp nhận cấp phát, phân bổ vaccine đến khâu tổ chức tiêm, sau tiêm đều được tổ chức theo quy trình chặt chẽ và đảm bảo an toàn tiêm chủng, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phân ra từng buổi, một buổi vào khoảng từ 1.000 rồi cho đến 2.000 trẻ, đảm bảo giữ khoảng cách và chia từng cái khung thời gian nó phù hợp. Cái công tác đảm bảo tiêm chủng được đảm bảo an toàn hơn. Theo kế hoạch 188 của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự kiến trong tháng 11-12 năm 2021, thành phố sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 100.000 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố. Sau đợt tiêm đầu tiên này, thành phố sẽ tiếp tục lên kế hoạch tiêm chủng cho những độ tuổi thấp hơn. Đối với những độ tuổi khác thì chúng tôi cũng đang chờ đợi ý kiến của Sở Y tế. Và nếu như được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thành phố và kế hoạch triển khai cụ thể của Sở Y tế, thì ngành giáo dục đào tạo sẽ phối hợp cùng với ngành y tế để triển khai cho các em học sinh ở độ tuổi nhỏ hơn, theo đúng quy định. Việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 sớm cho học sinh là biện pháp hết sức cần thiết để chuẩn bị cho các em học sinh đến trường. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần nhắc nhở các em cũng như chính mình cần tiếp tục tuân thủ khuyến cáo về phòng chống dịch để tạo lá chắn thép an toàn trước đại dịch.